người ta hay nghĩ là sẽ có cái sự quan hệ tình dục gọi là trác tán, sử dụng dầu ăn khi quan hệ, đại loại như vậy á, thì những cái quan điểm đó rất là sai lầm. Em vẫn nghĩ là trò đùa nhưng em không ngờ là có những người họ tưởng tượng như vậy thiệt. Xong rồi họ còn nói thêm những cái câu như là như vậy thì mất vệ sinh quá, tại sao không mua gel đi mà lại dùng dầu ăn làm cái gì, tại vì không phải ai nhìn hiền hiền thì cũng là một người đồng tính nam. Mọi người cứ hay gán ghép em như vậy nhưng mà em vẫn bình thường, em vẫn làm quen với các bạn nữ, và trước khi em nhận ra bản thân thì em còn quen tới 3 bạn nữ nữa. Em cũng có tiếp xúc thân thiết với một bạn nam khác nhưng bạn nam đó lại là người yêu cũ của bạn V. Thì em có một cái cảm giác háo hức, kiểu như là đang ngồi học trong lớp thì em cứ muốn nhanh nhanh đến giờ ra chơi để được gặp được nó. Xong rồi, tổ BD chờ độ mình rồi đó. Tổ BD chờ độ mình rồi đó. Và sau đây xin mời quý vị chào đón khách mời của ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Quốc Minh Quân và thường thì mọi người sẽ biết đến em qua tên là Minh Quân Mail ở trên TikTok. Những cái nội dung em thường chia sẻ trên kênh TikTok của mình nó sẽ liên quan đến về bình đẳng giới, về LGBT. Cái lý do gì mà em phải lập hẳn một cái kênh để nói về điều đó? Có nghĩa là em nhìn nhận xã hội đang đối diện với những thông tin về LGBT như thế nào? Cái kênh này nó đến với em một cách rất là ngẫu nhiên. Cái thời điểm đó là mùa dịch, tức là vào tháng 7 năm 2021, thì giống như mọi người á, thì mình ở nhà quá nhiều. Em nghĩ là em cũng nên tạo một cái nội dung gì đó mà nó vừa có ích, giúp cho mình có thêm một cái việc đó làm ở nhà, không cảm thấy là mình nó quá nhàm chán. Thì đơn giản thôi, cái clip đầu tiên của em thì em chia sẻ một cái nó liên quan đến vấn đề về học tập. Kiểu như em làm một cái meme em chế ra rồi em chọc mấy bạn cấp 3 đang đi thi đại học thôi. Cái video đó bị flop. Em cũng kệ, em bắt đầu em lướt TikTok, em bắt đầu em tham khảo cái cách mà người ta thường thường người ta làm một cái clip, cái form nó như thế nào, cái công thức như thế nào đó để clip có thể được lên xu hướng. Em mới tìm thử một cái chủ đề mà mình có thể nói được. À, em có tìm hiểu nhiều về bên kiến thức giới liên quan đến LGBT. Cho nên em quyết định em làm một cái video liên quan như vậy. Cái video đầu tiên của em là 5 quan điểm sai lầm về LGBT. Thì lúc đó mọi người hay có một cái quan điểm, người ta nghĩ là những người trong giới LGBT thì ai họ cũng sẽ, cái này em có thể nói hơi thẳng thừng nha, kiểu người ta hay nghĩ là sẽ có cái sự quan hệ tình dục gọi là trác tán, sử dụng dầu ăn khi quan hệ, đại loại như vậy á, thì những cái quan điểm đó rất là sai lầm. Cũng còn người suy nghĩ tới việc đấy đó hả? Thời điểm bây giờ thì chắc là không, mà nó đã trở thành trò đùa rồi. Nhưng mà hồi lúc đó em vẫn nghĩ là trò đùa nhưng em không ngờ là có những người họ tưởng tượng như vậy thiệt. Xong rồi họ còn nói thêm những cái câu như là như vậy thì mất vệ sinh quá, tại sao không mua gel đi mà lại dùng dầu ăn làm cái gì. Thì em mới bất ngờ với cái việc đó, cho nên em làm một cái clip, em liệt kê ra hết những cái sai lầm đó ra luôn. Thì rất là may mắn cái clip đó nó viral, nó viral dữ dằn luôn. Anh em không ngờ là sau một đêm mà nó hơn 40 mấy nghìn like và cũng hơn 200-300 nghìn view. Em nghĩ đó là cái một cái dấu mốc lớn để em bắt đầu em đi theo cái con đường sáng tạo nội dung trên TikTok. Cho anh hỏi về chuyện quá khứ của em đi, em nhận ra bản thân mình từ lâu chưa? Em nhận ra bản thân mình là người đồng tính vào năm em học lớp 7, chuẩn bị đến lớp 8. Nhưng mà trước đấy em có lờ mờ không? Hay là vẫn là kiểu rất con trai? Trước cái thời gian đó, tất cả mọi người hay chọc chọc em là kiểu thằng này là BD rồi, nhìn giống con gái. Thiệt ra em không nghĩ em là người đồng tính nam. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản, thì mình tại vì mình hiền thôi, cho nên tụi nó cứ chọc ghẹo mình như vậy. Nếu mà xét ra bây giờ thì đó là một nhận định kiến giới, tại vì không phải ai nhìn hiền hiền thì cũng là một người đồng tính nam. Mọi người cứ hay gán ghép em như vậy nhưng mà em vẫn bình thường, em vẫn làm quen với các bạn nữ. Và trước khi em nhận ra bản thân thì em còn quen tới 3 bạn nữ nữa. Lớp 7, lớp 8 thì em có một cái điều gì đấy làm em phát hiện ra hay là tự động em phát hiện ra thôi? Có một điều làm em phát hiện ra, em nghĩ là em sẽ giống với nhiều người, đó là mình thích trai thẳng. Cái câu chuyện này nó rất là hài. Em quen với một bạn nữ đi, bạn nữ đó em tạm gọi là V đi. Em quen với bạn nữ tên V đó, em đang quen thì tự nhiên em cũng có tiếp xúc thân thiết với một bạn nam khác, nhưng bạn nam đó lại là người yêu cũ của bạn V mà em đang quen luôn. Thân thiết đến mức nào em? Thân thiết em chỉ nói chuyện thôi. Thì em có một cái cảm giác háo hức, kiểu như là đang ngồi học trong lớp thì em cứ muốn nhanh nhanh đến giờ ra chơi để được gặp được nó. Xong rồi lâu lâu về cứ nghĩ sao thằng này nó đẹp trai dữ vậy ta, ngang với tuổi mình nhưng mà nhìn nó rất là đẹp trai, nó rất là cao luôn á. Em giật mình luôn, tại sao mình lại nghĩ về những cái điều đó trong khi mình đang quen bạn gái mà lại quen cả người yêu cũ của nó. Dạ đúng rồi, cái chuyện này rất là mắc cười. Và bây giờ đến lúc em nhắc lại cái câu chuyện này với cái bạn V đó là bạn người yêu cũ của em á, bạn đó vẫn kiểu không thể tin được á anh. Có nghĩa là em có cảm tình với bạn đó nhưng mà em vẫn tiếp tục với bạn nữ thôi. Lúc em đang quen nguyên bạn nữ đó thì em cảm thấy có cái cảm giác của bạn nam đó luôn á. Lúc đó là tháng 5, tháng 6 là em được nghỉ hè rồi. Em bắt đầu em về nhà em ngồi em gác tay lên trán, em suy nghĩ về cuộc đời. Ủa tại sao vậy ta? Tự nhiên mình đang bồ con gái mình thấy nhớ thằng kia. Cái xong rồi em bắt đầu em tìm hiểu thì em mới cảm thấy là bản thân mình đang có rất là nhiều dấu hiệu tương đồng với một người đồng tính nam. Em không biết mọi người như thế nào nha, nhưng khi em nghĩ đến cái việc mà em đang có sự tơ tưởng về người khác khi đang trong một mối quan hệ rồi á, em sẽ chọn việc chấm dứt liền hoặc là em phải làm sao đó để cho cái người đối phương kia không có bị tổn thương anh. Thì em nghĩ là xong rồi, tổ BD chờ độ mình rồi đó. Tổ BD chờ độ mình rồi đó. Bây giờ mình phải giải quyết cái việc này nhanh thôi. Thì em mới trao đổi với bạn nữ kia, nhưng mà em không có nói là em chia tay là do vì em tổ bóng đội em đâu. Đương nhiên đó. Em chỉ nói là em không nhớ rõ lý do nha, chắc lúc đó kêu hết yêu rồi. Anh cần tập trung vô sự nghiệp. Cho việc học hành. Đúng rồi. Sao mà bạn nữ đó phản ứng như nè? Quen học trò. Hồi đó em còn quen bạn nữ đó bởi vì em nghĩ là mình nên có một người bạn gái cho bằng bạn bằng bè. Cho bằng bạn đúng không? Mà bạn nữ đó rất là nổi bật, kiểu khá là nổi tiếng trong trường đó, cho kiểu mình nên quen.
cái em quen thôi. Bạn nữ đó thì kiểu ok thằng này cũng được, nó quen đại, cho nên là khiến việc chia tay nó khá là êm xuôi. Nhưng mà sau đấy hai bạn em có thể làm bạn bè lại ngay không? Dạ có, mới tuần trước đi quẩy chung. Cái mục đích em chia tay bạn nữ là để kết thúc cái con đường đó, để em quay về chính đạo đúng không? Khi mà em quay về với chính đạo rồi á thì em có thổ lộ với bạn kia không? Có, sau khi hết cái mùa hè đó rồi, xong rồi đi học rồi, nó cứ tiếp tục cái cảm giác nhớ thương vậy á. Trời, kiểu đi học mình lúc đó còn nhỏ, anh mình đâu có được nhiều tiền, mình đâu có mua quần áo đâu, cái mình cứ lựa những cái đồ đẹp xíu, cái áo đó đẹp đó, mình sẽ mặc cái áo đó mình đi học thêm, tại vì buổi học thêm hôm đó là có thằng này, rồi cứ nhớ thương thương. Xong rồi có một cái này mà em thấy nhiều bạn giống em, đó là bởi vì nó tốt với mình, cái cử chỉ nó thân thiết với mình, cho nên mình cũng nghĩ là nó thích mình luôn. Ngộ nhận. Đúng rồi, em bị ngộ nhận như vậy. Đến một ngày em không chịu được nữa, trời mình quá khó chịu rồi, cái em quyết định tỏ tình. Nhưng mà em cũng không tự động em nhắn, là em đưa cái nick đó cho đứa bạn của em. Em kêu mày nhắn giùm tao, tao sợ. Là em không có dám chấp nhận cái lời phản hồi trực tiếp đúng không? Em sợ đúng không? Đúng rồi. Nên có gì bạn kia sẽ kể lại cho em. Lúc bạn kể thì em cũng đã vô âm đặt luôn rồi. Em nhờ gửi xong là em mới vô âm canh, tức là em chỉ không dám bấm nút gửi thôi. Cần câu trả lời thì em có thể coi được. Thì bạn đó nói là tao xin lỗi nhưng mà tao không có chấp nhận được. Không chấp nhận cái lời tỏ tình thôi nhưng mà vẫn có thể là bạn. Dạ đúng rồi, trong ngữ cảnh đó thì em hiểu theo ý đó luôn. Ý đó, nhưng mà sau đấy thì khi mà gặp nhau lại á thì có còn tự nhiên được không em? Nó sống sượng luôn anh. Đúng không? Giống như cơm bị khê. Tại vì em còn trẻ quá mà rất là khó để mà điều khiển cảm xúc của mình. Em buồn không? Khi mà thấy người ta không còn thoải mái với mình nữa. Em nhớ là em buồn cũng dữ. Buồn chắc 1-2 tháng. Lâu thế. Người đầu tiên mà mình thương thầm á. Có nghĩa là người ta vẫn nice với em, người ta vẫn ok với em hả? Bạn đấy tính tình cũng dễ thương mà. Em không nhớ rõ cái câu chuyện này lắm nha. Nhưng mà kiểu sau cái lần tỏ tình đó rồi á, em không có nói chuyện được tự nhiên với bạn đó. Mà bạn nó cũng rất là ngại khi mà tiếp xúc với em nữa. Rồi cả hai cứ dày xa dần luôn. Sau nhiều năm thì không cần sau nhiều năm nữa. Em nghĩ sau mấy tháng thôi thì em không còn nói chuyện với bạn đó nữa. Nhưng mà còn cảm xúc không? Đến giờ thì không. Gu em đã thay đổi rồi. Ok. Chấm dứt với bạn nữ nó là một con đường mới của em rồi đó. Rồi em bắt đầu nó suôn sẻ. Cái thời gian đầu mà em phát hiện bản thân mình là một người cũng thuộc LGBT, cái cảm giác đầu tiên của em là em bị sốc. Tại vì em không nghĩ là có một ngày mà tụi nó hay chọc mình, tụi nó kêu mình BD, nhưng mà mình không có nghĩ là mình thuộc LGBT. Mình cứ cố phủ định nó. Trước đó nha, cũng may nha, thực ra em cũng không có kỳ thị LGBT hết. Cho nên là em đến đón nhận nó theo một cách gọi là em bất ngờ khi biết nó thôi. 2-3 ngày đầu tiên em bị lo lắng anh. Sau khi mình bất ngờ xong mình sẽ lo lắng là rồi bây giờ mình là người đồng tính, vậy thì mình làm gì bây giờ? Thời điểm đó là năm 2015. Em thấy người đồng tính lúc đó họ đăng hình lên, hoặc là họ có những cái cử chỉ bên ngoài vẫn bị chỉ trỏ, vẫn bị những cái bình luận rất là tiêu cực đến với họ. Em rất là lo lắng, xong rồi công việc của mình sau này như thế nào. Xong rồi cái quan trọng nhất nữa là làm thế nào để em nói với gia đình em. Gia đình em cũng không phải là một gia đình quá khó khăn, nhưng mà em chưa bao giờ trao đổi về cái vấn đề liên quan giới tính của mình hết trơn. Cho nên em cảm thấy rất là sợ luôn. Em mới tìm đến một người bạn để em tâm sự trong những cái ngày đó. Thì em nghĩ là cái khó khăn đó là nó nằm ở những ngày đầu. Bạn đó là bạn trong giới hay là bạn straight? Bạn cũng trong giới luôn. Ban đầu thì em nghĩ là bạn là gái thẳng, nhưng mà lúc sau em đã thấy có quen thêm những người nữ khác. Một trong cái sự lo lắng của em là come out với bố mẹ, thì em giải quyết cái vấn đề đấy nhanh gọn không? Gia đình em nghi ngờ. Như nhiều gia đình khác thì thấy con mình theo kiểu thằng này nó hiền quá, con cái mình đang nhỏ đúng không, thì mày không có được có bồ nha, mày lo mày học đi. Nhưng gia đình em thì kiểu ok, mày có bồ thì có bồ đi. Mà em không có bồ, mấy năm trời ròng rã như vậy em không có quen một ai hết. Cái bắt đầu gia đình em mới đặt ra một câu hỏi là con có sao không vợ, con có thích con trai không vợ. Trong thời gian đó em không có thừa nhận, nhưng mà em vẫn thường xuyên bật những show liên quan đến LGBT cho gia đình coi. Em cho kiểu gia đình ngồi nguyên nhà coi á. Gia đình em khoái bàn tán, thích bàn tán chuyện showbiz á. Ví dụ thấy anh Tuân lên đây lên em xinh đẹp trai quá, bắt đầu khen đẹp trai dữ luôn con. Ok kiểu vậy đó. Những cái cuộc trò chuyện đó nó diễn rất bình thường. Bàn tán như thế á là nói về những cái người ở trong giới theo kiểu tích cực hay tiêu cực, tại bàn tán nó cũng có hai hướng như thế đấy. Tích cực, nếu mà có hướng tiêu cực một xíu thì kiểu nó sẽ theo kiểu là sao mà nó con trai nó ăn bận lè lè chị con. Nhưng mà nói chuyện hỏi rất là theo kiểu cũng bình thường á. Sau em mới giải thích là ăn mặc lè lè hay không là sở thích của người ta, chứ nó không có liên quan gì đến giới tính hết. Sau một cuộc nói chuyện như vậy thì em thấy rất là ổn, tại gia đình em nó cởi mở. Dạ đúng rồi, gia đình em rất là cởi mở. Rồi đến khi nào Quân phải trực tiếp come out với gia đình? Đó là khi em làm TikTok anh. Cái clip của em trộm vía nha, là đến giờ phải trộm vía là bởi nó lên viral rất là nhiều. Tần suất em nói về LGBT cũng cực kỳ nhiều luôn. Không thể giấu được. Và em nghĩ là sẽ có một ngày nào đó thôi họ hàng của mình sẽ coi được. Đúng. Người ta sẽ lấy clip của mình, cái thằng này vậy nè. Maybe là người ta không có cái thái độ gì với mình đâu, nhưng mà người ta sẽ đặt câu hỏi với gia đình mình. Đúng. Cái này em nói thật là em không thích luôn. Tại sao một cái chuyện cá nhân liên quan đến đặc tính của mình mà mình phải để cho người ta công khai giùm mình? Cho nên là em cũng suy nghĩ rất là nhiều, em suy nghĩ chắc phải 2-3 tuần đến 1 tháng để riêng đúng cái vấn đề nào, em cũng stress luôn á. Rồi bây giờ mình đang yêu thích cái công việc này, mà không lẽ bây giờ mình bỏ, không lẽ bây giờ mình không công khai luôn, không lẽ. Lúc nãy em có nói với anh đó, là qua những lần mà em có làm công tác tư tưởng với gia đình thì em vẫn nghĩ là ok, rồi em sẽ ngồi vào bàn và em nói chuyện với gia đình em về cái xu hướng tính dục của mình. Cái dịp đấy là dịp nào?
nó là một buổi tối thì em với để ngồi chung với gia đình để em nói. Cái cảm giác đầu tiên của gia đình em đối với em là không quá bất ngờ. Trời ơi, tao nghi rồi mà đó, tao nghi từ lâu rồi mà tao hỏi hoài mà không nói. Thứ hai là lo lắng. Em cảm thấy là bất kỳ phụ huynh nào cũng giống y chang vậy luôn. Mà em mừng là phụ huynh em không phải là lo lắng, là lo lắng cho cái danh dự của họ cho bước ra ngoài, diện, đúng cho rồi. Câu chuyện của ngày nữa kia, mà lo lắng cho hạnh phúc của em. Dạ chính xác, sợ là ra ngoài người ta bắt nạt em, rồi công việc của em sẽ bị cản trở các vấn đề đó. Rồi em cũng nói chuyện tiếp thôi, tại vì trước đó em cũng nói rất là nhiều luôn. Em không hiểu sao em nói rất là tự nhiên về những cái vấn đề này, nhưng mà như kiểu mình là người bên ngoài cuộc vậy đó. Con là trai thẳng đó, nhưng con thích nói chuyện về LGBT đó. Câu mà em thấy vui nhất đó là gia đình em nói với em là dù sao đi nữa thì con cũng là con của gia đình và gia đình sẽ yêu thương con. Sau mấy trăm tập come out thì anh vẫn thấy cái câu nói đó là cái câu nói ấm áp nhất mà phụ huynh có thể nói với con mình. Khi mà lắng nghe họ come out, họ có thể mất công việc, có thể mất tình yêu, có thể mất tất cả, nhưng mà họ còn gia đình. Dạ đúng rồi. Tình yêu của em thì tốt không? Hiện tại em đang không có trong một mối quan hệ nào hết. Ủa, vậy tình yêu đầu tiên của em không phải là cái bạn nam đó? Bạn nam đó là người, chắc là gọi là người cảm nắng đầu người tiên. Cảm nắng đầu tiên. Người yêu đầu tiên của em là khi nào? Em nếu mà là một mối quan hệ chính thức đi nha, chứ chưa có chắc chắn là mình yêu quá không, thì là năm em học lớp 10, là năm 2017 anh. Là bạn cùng trường? Chung trường. Em không biết anh đi học như thế nào nha, nhưng mà lúc em đi học á, trong khối sẽ có một vài người là LGBT, và những người đó sẽ được những người trong khối biết đến. Người ta cứ truyền tai nhau, bé đó nó gay đó. Kiểu vậy. Thì trong khối sẽ biết, thì anh đã biết anh em, rồi anh mới nhắn tin làm quen. Cái lúc mà em đồng ý làm quen lần đó cũng là bởi vì là em thôi mình nên trải nghiệm thử lần thôi. Em lại cũng là không, trải nghiệm. Em cũng có thích nha. Và vẫn là cái câu đó là em không đủ yêu đến mức mà để mà đi đến lâu dài. Mà lúc đó mà con nít quá. Cái tình yêu đầu tiên cho dù ngắn hay dài, trải nghiệm được hay không thì nó cũng để lại nhiều cảm xúc chứ hả? Dạ đúng rồi. Thì bọn em có kỷ niệm nào vui nhiều không? Em nghĩ là có một cái kỷ niệm này là nó rất là ngại ngùng luôn á anh. Lúc đó em còn chưa có kể với mọi người là em đang có bồ luôn. Trong mắt mọi người thì ok, em có công khai em là gay. Nhưng mà cái việc em có một người bạn trai thì nó vẫn là một cái điều chưa xảy ra bao giờ. Em với ổng đi coi phim. Sau khi đi coi phim xong thì sẽ gặp nhau ở trong cái quán cà phê đó. Nó sẽ có một cái rèm che lại á. Không biết trời xui đất khiến sao mà tụi em che có nữa. Em ngồi đây, ổng ngồi cạnh em luôn. Ổng ngồi bên cạnh em như vậy nè. Rồi em đang ngồi em tựa vào vai đó, bắt đầu kiểu ngồi nói chuyện, em cầm ly em muốn uống nước. Cái hai nhỏ bạn em nó đang chơi chung nó đi ngang qua luôn. Em không ngờ là nó sẽ đi đến cái quán cà phê đó mà nó đi ngang, nó nhìn vô đúng hai đứa này cũng nhiều chuyện. Nó nhìn vô đúng cái phòng của em, nó thấy em đang ngồi em tựa đầu vào ổng này. Trời ơi, nó nhìn. Xong rồi nó mới đi vô tiếp, nó uống nước, nó không nói gì hết. Mọi người biết theo cái cách nó rất là em bị vô tình, em bị công khai ra luôn. Vào một quán cà phê có không gian riêng tư như thế chỉ để uống cà phê thôi hả? Ở lẽ đó em lớp 10 mà anh mới có 15 tuổi à. Không ý là mình có thể nắm tay hoặc là kiểu hôn má. Dạ có, đúng rồi. Đó, em lúc em tựa vai rồi nắm có tay rồi. Dạ có. Bọn em lớp 10 là bọn em trải nghiệm cái tình yêu gọi là tình yêu gà bông ấy. Là lâu không? Nói này mọi người đừng chửi em, có tháng à. Có nghĩa là em dừng lại là vì tình cảm em không đủ hay do em cần một điều gì đấy hơn? Em nghĩ là do tình cảm không đủ. Em cảm thấy trời ơi, chán quá rồi. Ý là tại sao mình lại vội vã anh vã như vậy? Xong rồi mình cảm thấy là mình khi mà em đã chán rồi, em sẽ không thể nào dành 100% cho cái việc quan tâm người ta. Nói chung là mình sẽ không có cái sự quá là thật lòng khi quen. Rồi khi em nói chia tay, bạn ấy có ý kiến gì không? Em thấy là bạn đó buồn. Buồn đúng không? Dạ. Em thấy mình có lỗi bạn đó không? Dạ có. Anh không thấy nó có lỗi, nhờ vấn đề là cái cảm giác mà mình thấy mình có lỗi khi làm người ta buồn á. Rồi sau đấy bọn em làm bạn bè được không? Hay là thôi? Dạ có, làm bạn bè luôn. Đến giờ vẫn duy trì mối quan hệ theo kiểu anh em. Tại vì cái anh đó là một người theo kiểu rất là xuất sắc trong mọi thứ luôn. Ổng học top đầu ở trường và lên đại học thì cũng học trường ngoại thương IELTS 8 chấm và đến bây giờ đang làm ở đại sứ quán Đan Mạch. Và tất cả mọi cái thứ của ổng rất là giỏi và ổng là một người suy nghĩ thấu đáo. Khi mà ổng lắng nghe câu chuyện của em, cái giải pháp của ổng đưa ra một nó phải vô cùng tối ưu. Em cảm thấy là như là một thực sự là một người anh để em chia sẻ những cái vấn đề mà em cảm thấy nó khó khăn, hoặc là em cũng là chỗ dựa tinh thần cho ổng. Nhưng mà trên cái mối quan hệ là anh em thì đến bây giờ vẫn duy trì. Đến khi nào em mới có một người yêu và em thật sự là có va chạm sâu sắc hơn? Cái khoảng thời gian chắc cách đây một năm, vừa đúng cái thời gian Giáng sinh luôn anh. Là có người yêu? Dạ, tính đến hiện tại là người mà em có cái mức tình cảm rất là lớn, em yêu rất là nhiều. Rồi bọn em gặp nhau ở đâu? Cũng là qua TikTok, ổng coi những cái video TikTok của em. Ổng thích nghe những cái cách em phân tích và em sẽ hướng đến cái sự công bằng và em phân tích nó khá là chi tiết. Em có chơi với một anh, anh đó là một TikToker review food. Vô tình là cái anh review food đó cũng quen với anh người yêu đó của em luôn. Anh review food này giống như kiểu là mai. Dạ, khi mà hai người follow chéo nhau xong rồi đăng story cũng ẩn ý về nhau rồi á, anh nói với dép story của em và bắt đầu cuộc nói chuyện. Nó khá là bình thường. Rồi bọn em gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Nó vô tình trở thành những cái câu chuyện nó rất là kỳ cục luôn anh. Ở buổi hẹn đầu tiên là người ta phải chỉnh chu đúng không? Nhưng mà cái buổi hẹn đầu tiên của em nó rất là bất ngờ. Tại vì hôm đó là ok, bây giờ mình sẽ đi ra spa, mình nặng mụn,
rồi ngày mai ngày mốt gì đó ok mình gặp ổng luôn. Nó nói ok. Em phải gặp ngay ngày hôm đấy luôn không? Đó, ổng tự nhiên ổng nổi hứng lên, ổng mua trà sữa qua tận nhà cho em. Cái xong rồi em xuống em lấy trà sữa lên thôi. Nhưng mà ổng kêu thôi anh chở đi chơi luôn. Các em thay đồ rất là gấp luôn, trong cái tình trạng thứ nhất là người đang không có được quá là thơm tho nữa, em mới đi quay về, mặt mũi còn đang sưng chù bù lên nữa. Và ổng cũng chở em đi chơi. Đó là buổi hẹn đầu tiên. Xong rồi hôm đó em còn có hẹn với cái anh người yêu cũ đầu tiên á. Em hẹn ổng để ổng chỉ bài cho em. Là cái anh mà trong cái hộp cà phê trong cái... Dạ đúng rồi. Đó. Thì tự nhiên anh này lại gặp em như vậy. Em kêu không. Rồi ok đi xíu thôi nha. Xong rồi em sẽ chạy qua bên kia để em học bài một phải chút. Phải là hôm đấy chạy show quá nhiều. Đó. Xong rồi ổng mới chở em đi chơi một hồi. Ổng cho em ra đó. Ổng chạy về tận quận 6 luôn anh. Là từ Bình Thạnh về quận 6 là tới 23 cây số luôn. Ông kêu là ok, vậy giờ anh đi về đi rồi xíu anh đón em đi chơi tiếp. Cái em mua em quán cà phê em ngồi em học bài. Đó, đợi đến 8:30 rồi em học xong em mới bắt đầu bước xuống thì ảnh đến nói đón em đi chơi. Nhưng mà nó lại quằn thêm một cái nữa là hôm đó em đang có một lịch thuyết trình ngày mai cho câu lạc bộ trên trường, là em phải đứng ở ngoài đường đó em dợt thuyết trình cho các bạn nghe. Cái anh người yêu lúc đó của em phải đứng đó đợi em chắc phải nửa tiếng. Nó rất là quằn luôn anh. Và khi tụi em bắt đầu thật sự đi ăn đó, thì còn là ăn ngay cái quán cháo sườn ở Tân Định nữa. Ăn cháo sườn vào cái thời điểm đó người em mồ hôi mồ kê nó chảy ra rất là hôi, và em cảm thấy nó thật là kinh khủng cho một cái buổi hẹn đầu tiên luôn. Em còn nghĩ là sẽ không có nói chuyện với nhau sau đó luôn á, kiểu nhìn mình tắc trách á. Nhưng mà không, về thì vẫn được, vẫn ok. Nhưng mà cái không khí khi hai em gặp nhau á, nó đã cho em câu trả lời rồi luôn chứ đúng không? Rất nhiệt tình mẹ. Dạ, không ga lăng đúng không? Dạ. Anh nghĩ là với một người tinh tế như em thì em sẽ nhận ra là chắc chắn sẽ có những lần sau nữa. Em tinh tế nhưng mà bị cô bọ cạp em nghi ngờ lắm. Biết đâu được, lớn hơn mình 2 tuổi đúng không? Đi làm này nọ trước cái mình quen, biết xã giao này nọ rồi. Biết đâu được, cái sự tinh tế đó nó cũng chỉ là vì là ổng lịch sự thôi. Cho nên là em cũng cứ 50-50 vậy đó. Sống hơi nghi ngờ xíu. Đến khi nào thì bọn em chính thức ngỏ lời với nhau hay là cứ như thế và tiến lên thôi? Khiếp lắm anh, 3 ngày sau. Tỏ tình như nè. Tụi em rất là thích đi dạo, là ổng đang chở em đi dạo vậy đó. Đang nói chuyện cái tiếng ổng quay mặt sang vậy nè, ổng hỏi: "Rồi chị quen tôi không?" Em nghĩ trời đất ơi, mê thì mê thiệt nha, tại vì cái lần đầu gặp em thấy kiểu sao mà đẹp trai dữ vậy, tức là rất là đẹp trai so với trong hình luôn. Rất là đúng gu em từ tất cả mọi thứ luôn á. Mình mê rồi nhưng giờ sao thác. Nhưng mà sớm quá. Ok, đồng ý đại đi chứ lỡ sau này rồi không được nữa, nên em gật đầu đồng ý luôn. Quen nhau chỉ sau có 3 ngày thôi anh. Vậy em quen nhau được bao nhiêu lâu? Em tụi em quen chưa đầy 2 tháng luôn anh. Không thì anh bình thường, có nghĩa là anh không hiểu tại sao mọi người sẽ chần chừ khi nói lên một mối quan hệ quá ngắn. Nhưng mà anh thấy là ngắn hay dài nó không quan trọng, mà cái giá trị chất lượng ở trong cái mối quan hệ đó. Dạ, họ có rồi. Nhiều cái giây phút hạnh phúc hay là có nhiều trải nghiệm với nhau hay không, anh thấy cái đấy quan trọng. Dạ, đúng rồi. Rồi tại sao nó đẹp như vậy thì bọn em lại phải gãy gánh? Em cảm thấy rất là tiếc. Cái thời gian đầu cực kỳ vui luôn anh. Tụi em gặp nhau gần như là tần suất rất là thường xuyên. Trong khi ổng là một người rất là bận, lớn hơn em có 2 tuổi thôi, nhưng mà hiện đã làm chủ quán và đi làm. Cái công việc của ổng phát triển rất là tốt luôn. Ổng là một người rất là giỏi. Cái này cũng đồng nghĩa với việc là cái suy nghĩ tụi em sẽ bị chênh. Em cảm thấy là em vẫn chưa đủ trưởng thành á. Cả hai sẽ có rất là nhiều cái sự bất đồng. Tụi em cãi nhau rất là nhiều. Nó nằm xoay quanh cái việc là thứ nhất là về cái cảm xúc. Ổng là một người không quá quan trọng về cái cảm xúc. Em có thể đưa ra ví dụ nha. Ví dụ khi mà anh đang stress, anh đang buồn đúng không? Thì anh cần phải chia sẻ cái nỗi buồn đó ra. Anh cần tìm một ai đó để anh kể hết ra nỗi buồn. Và cái việc của người ta cần làm là người ta lắng nghe anh thôi. Hoặc người ta có thể an ủi cũng được, nhưng mà lắng nghe là ok rồi. Chỉ cần mình được nói ra như vậy thôi thì mình sẽ hết. Đương nhiên cái cách giải quyết cho vấn đề thì mình biết rồi, nhưng mà đó là nhu cầu mình cần được giải tỏa cảm xúc. Thì em có cái nhu cầu như vậy. Nhưng mà ổng thì ổng sẽ cảm thấy cái việc đó giống như quá là nhỏ. Nó quá nhỏ để em nghĩ như vậy. Hoặc là tại sao em cứ mãi như thế, tại sao em cứ mãi stress như vậy, cứ buồn như vậy hoài rồi làm được gì. Và tụi em cãi nhau khá là nhiều về cái việc đó, là thứ nhất là cảm xúc. Cái thứ hai là, cái này là ở cảm nhận phía em nha. Ổng bị quen với kiểu mà mình góp ý cho những người xung quanh. Theo cái vai trò là sếp anh, mình là người chủ đúng không, mình là người quản lý thì mình sẽ góp ý với những người bên phía bên dưới. Thì ổng quen với cái việc góp ý như vậy á. Thì đôi khi nha, cái việc góp ý của ổng đối với em, ổng muốn em tốt lên. Nhưng mà còn em á, em thấy là nó không đáng để như vậy. Tại vì cả hai đang trong một cái chuyến du lịch mà cái việc góp ý thẳng thừng với nhau như vậy nó sẽ khiến cho cái cuộc đi chơi bị mất vui liền luôn anh. Đó là lần đầu tiên cãi nhau luôn. Và cái thứ ba này nó lại là lỗi, em nghĩ là lỗi do em. Tại vì lúc đó em chưa thực sự là có quá nhiều công việc để em lo. Tức là em chưa có phải là em tự lập, em kiếm tiền. Cái cách nhìn nhận của em á, em thấy cái việc ổng bận rồi ổng không ghé qua được để đi cùng em. Đôi khi em cảm thấy nó là một cái gì đó do ổng không muốn làm hay không sao. Không đủ quan tâm. Đúng không, không đủ quan tâm mình. Đó, thì cái suy nghĩ đó của em á, nó giống như kiểu em đang không thông cảm cho ổng. Và đúng thiệt. Cho nên ba lý do này là khiến cho cái mối quan hệ này nó kết thúc. Mặc dù từ lúc nhỏ đến bây giờ em chưa giờ cảm thấy em yêu ai nhiều như vậy. Ai là người chủ động chấm dứt nó? Ổng là người chủ động.
Thực ra em cũng soạn một cái văn mẫu rồi. Em soạn 20 cái gạch đầu dòng ở trong ghi chú vào ngày 19 tháng 2 năm 2022. Thực ra em bị lậm của TikTok anh, khi mà em trước khi em lên kịch bản clip á, em sẽ có một cái kịch bản để em miêu tả ra những cái vấn đề em muốn nói và lý luận của em. Khi mà chia tay nhau em cũng phải thôi mình cũng phải có những cái lý do rõ ràng như vậy để mất công đừng có nói xấu nhau, hoặc là có nói xấu thì mình cũng còn phản biện là được, là ta đã nói vậy rồi mà mày còn nói như vậy về tao nữa. Nhưng mà em chần chừ em không gửi được cái vấn đề như vậy anh, khi mà mình yêu rồi á, yêu vô thì mình sẽ hơi ngu. Cuối cùng thì người ta làm cái phần khó cho em. Đúng rồi. Và chia tay vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Người đó cũng là cái người đầu tiên em quan hệ. Đúng rồi. Thật sự là một cuộc làm tình đúng nghĩa. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà bạn đó có ân cần không? Dạ có. Rất là hợp luôn anh. Đó cũng là một trong những mấu chốt. Sau khi qua cái cuộc tình này rồi, em có bị mất niềm tin hay là em vẫn ok, vẫn sẵn sàng cho những mối quan hệ mới? Em có mất niềm tin, nhưng mà không phải là mất niềm tin vào tình yêu trong giới như là nhiều bạn. Nhưng mà em sẽ mất niềm tin theo kiểu là rồi bao giờ mình mới gặp được một người giống như vậy? Bao giờ mình mới gặp được người đúng gu mình như vậy mà họ được cái này được cái kia y chang vậy luôn. Nó tạo thành một cái hình mẫu cho em để em đặt lên. Có nghĩa là khi mình đã gặp được một người như thế rồi thì mình nghĩ là mình có thể gặp được người thứ hai, thứ ba như thế. Còn nếu mà tiêu chuẩn thấp hơn như thế thì mình sẽ cảm thấy là mình bị thua kém. Em phải thừa nhận là có cái cảm giác đó. Hiện tại của em về công việc, về tình cảm, về tất cả các thứ ổn hết không? Chậm vía về công việc thôi. Thì dạo này em đang cảm thấy nó chậm vía, nó đang về rất là nhiều luôn. Em có rất là nhiều thứ phải lo liên quan đến công việc. Em cũng đang gặp vấn đề rất là lớn về cái việc sắp xếp thời gian biểu cho bản thân. Nó ập đến theo kiểu cùng một lúc luôn, em không có thời gian chuẩn bị. Từ cái việc mà em xây thêm một cái kênh TikTok mới, rồi em đi livestream, nói chung là những cái việc đó nó liên tục đến với em. Mà em vui nha. Em yêu cái sự bận rộn này, em cũng rất là yêu thích cái công việc em đang làm luôn. Nhưng mà chậm vía nó quá là nhiều, cho nên là em đôi khi em sẽ cảm thấy nó hơi mệt mỏi một chút, hơi áp lực một chút. Nhưng mà thà áp lực công việc đi, nó còn có tiền, chứ áp lực tình cảm nó mệt lắm. Dạ, mà đói nữa. Xây dựng một kênh TikTok mới rồi thì dự định tương lai của em có gì liên quan đến mạng xã hội nhiều không? Em nghĩ chắc phải 90% luôn. Nếu mà nói xa thì còn xa, liên quan đến việc mình sẽ làm một cái công việc nào đó mà liên quan đến giao tiếp hay là này nọ thì maybe là em sẽ cố gắng em học. Đến hiện tại thôi nha, thì dự định hiện tại của em thôi là em sẽ chăm chút hơn cho hai kênh TikTok hiện tại của em, phát triển thêm trên nền tảng Facebook với Instagram cũng về những nội dung em làm luôn. Là em đang làm hai nội dung, là nội dung về chủ đề về giới tính và chủ đề còn lại là em về làm về âm nhạc. Thì em mong muốn sẽ phát triển tốt hai cái này hơn. Kênh âm nhạc của em thì em sẽ được có cơ hội em được gặp những các anh chị nghệ sĩ và những người ở trong giới truyền thông, maybe là em sẽ học hỏi được nhiều từ họ và cũng sẽ là những cái tài nguyên, những cái tư liệu để em làm video nó hay hơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Với một người trẻ như em mà có định hướng tốt như vậy thì anh nghĩ là mọi thứ nó cũng sẽ ổn thỏa thôi. Anh hy vọng là em sẽ tìm được một người yêu tương xứng như những gì mà em đặt tiêu chuẩn cho mình, và em sẽ lại hạnh phúc một lần nữa lâu dài hơn. Dạ. Nó phải hơn 2 tháng chứ hả? Dạ đúng rồi, em mong vậy. Là em này á, say qua ôm. Dạ ôm. Là bật đèn rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Chứ nếu mà không ôm là không cho bạn này. Bà này là bà nhớ người cũ, dạ. Bà muốn cần một người chia sẻ lắm cái khoảng trống đó, nên là cái cảm giác bà này là bà ôm. Bà ôm mới vừa muốn có người chia sẻ, vừa là nhớ cái kỷ niệm xưa. Dạ. Nhưng khi mà ôm là bật đèn cho người ta tính tới mình. Dạ. Rồi sau đó em chủ động em vuốt tóc. Bà thấy im ái quá, như là bà đang buồn, bà cũng muốn cái xoa dịu đó hả? Ai xoa dịu nỗi đau. Rồi vuốt quá, im tay quá, bà nằm luôn. Vậy là cái cách để mà quên được cái hơi người yêu cũ á là phải hít hơi người yêu mới. Đúng rồi. Chữa lại. Khi mình lắp dứt lắp một lại, tình yêu lại. Cũ là mình phải có một tình yêu mới để mình lắp chỗ trống. Lắp chỗ trống lại. Đó ai cũng vậy hết. Yeah. Tất cả mọi người đều muốn quên người yêu cũ là phải có người yêu mới. Yeah. Mới cắt được đứt được cái người yêu cũ. Chứ không là cái thời gian đó là em cũng không gượng nổi. Tại vì có một thời gian là khi mà em quen người yêu cũ em cũng thường hay chia tay mấy lần rồi. Mà cảm giác đó rất chi là khó chịu và dường như là em lần nào cũng phải uống thuốc em mới vượt qua được. Nhưng mà vẫn không đến được vài ba ngày là em cũng không thể nào vượt qua được. Em vẫn sẽ quay lại với người đó. Nhưng mà cho chị hỏi, khi mà em có người yêu mới rồi bao nhiêu lâu em mới quên hẳn cái người yêu cũ? Em hả? Nói chung là thôi, trả lời thật lòng cái này nha. Cũng không lâu lắm. Là quên hẳn luôn hả? Tại vì em sẽ có một cái suy nghĩ như này nè. Em đã ở chung với ổng rồi thì tốt hơn đó là em không nên nhớ người cũ. Cái đó là em không nên. Cái đó là sự tôn trọng đối với cái người yêu mới. Nhiều khi mình không muốn nhớ nhưng mình vẫn nhớ làm sao? Nhiều khi mình không muốn cái vấn đề đó nhưng mà mình vẫn không quên được cái người cũ. Tại vì em trước đây là một nhân viên kinh doanh công việc, cho nên thành thử ra là em có một cái rất là hay, đó là mình có thể làm những cách để mà mình quên đi những cái mình không cần nhớ. Thành thử ra là em lúc đó em vùi đầu vào công việc nhiều nè,
em hay tăng ca nhiều nè, rồi thường hay chăm con, rồi gia đình bên em nữa, thành thử ra là nó em có rất là lấp đầy cái khoảng thời gian, gần như là em không có thời gian để mà suy nghĩ tới cái người cũ. Rồi. Nhưng mà chỉ là lâu lâu có một cái chút thoáng qua là em nghĩ về những cái chuyện đã qua. Thì những cái lúc đó em không ngần ngại, em chia sẻ với ổng. Ổng rất là được cái là mỗi khi mà em nhớ tới những cái gì hoài cũ là em có thể chia sẻ, và ảnh đứng ở lập trường là người bạn để mà ảnh tâm sự với em. Rồi. Chứ không có khó chịu, làm cho mình cảm thấy là mình cũng trải lòng dễ dàng hơn. Rồi, tóm lại bây giờ chuyện cũ bỏ qua, chuyện người yêu cũ thì bỏ qua đi, nó cũ quá rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình bàn chuyện mới đi. Nha. Thì sau cái đêm đó, sau khi mình hôn tóc nhau, mình hôn chán nhau, chuyện gì tiếp theo? Cái chuyện gì nó tới là nó sẽ tới. Rồi nhưng mà không chịu, tại vì em thấy là nếu chỉ có hôn chán thôi á, thì nó không có dẫn tới những cái sự rung động mạnh mẽ. Để nhưng mà chị này... nhớ chương trình đâu phải bắt lúc nào cũng phải hỏi cái vấn đề là đâu tôi hơn. Không, nhưng mà nó là cái mấu chốt nhỉ, đúng không? Căn bản để mình tiếp tục. Chị thấy chưa? Chị thấy cưng nặng cái vấn đề này. Không, em không có nặng. Nhưng em biết cái điểm mấu chốt của mối quan hệ người ta nằm từ đâu. Có nghĩa là người ta đã như thế nào đó rồi, yeah, người ta mới quyết định tiến tới. Chứ không phải như khi người ta chưa gia chạm xuất tình ta vẫn tiến tới sao? Rồi chân có va chạm không chân? Dạ có. Thấy chưa, rồi chân kể đi. Nhưng mà cái va chạm của ổng còn mãnh liệt hơn những người khác. Thấy chưa? Tại vì đối với người yêu cũ thì cũng có, nhưng mà đối với em là không có hứng. Có dường như là người ta đang tổn thương, người ta vẫn đang buồn mà sao hứng được. Thành thử ra là đối với ổng á, em cũng không ngờ luôn. Tại vì ổng nói là ổng từ đối với người cũ ổng không đụng tới. Ổng cũng không muốn quen ai trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng mà bữa đó ổng là rất là mãnh liệt. Thành thử ổng mãnh liệt để ổng chiếm em. Thành thử ra là em nhiều khi em muốn dừng lại, em cũng không thể dừng được. Mà em dừng được. Ổng quá bạo đi, đúng không? Đúng rồi đó. Ổng có cái câu cửa miệng vậy nè. Ổng hay là cái gì? Chiếm hữu cao á. Cái thành thử là ổng không cần em. Sở hữu cao. Em ổng không cần là em đồng ý hay không. Là ổng cứ là ổng muốn là ổng muốn là ổng có thôi. Em cướp người ta. Tại vì trước khi mà nhắn tin với em là tôi nhớ bạn quá, là đau em gái luôn đó chị. Là giật trên tay nhỏ kia luôn. Không có giật, tự nó tìm tới em thôi. Rồi nhưng em... tìm tới, nhưng mà em không quen người ta là coi như em giật trên tay rồi. Không, hiểu nữa. Em lụm bạc luôn. Em lụm luôn hả? Em lụm luôn. Chứ không phải là giật lại vô. Em lợi em giật cái mặt cái gì, không phải. Cái này là em chỉ khều khều thôi. Em chỉ dít rồi tự tới thôi. Đó là chia tay bạn gái luôn. Em cũng cao người ta ứng quá ha. Biết rồi cái duyên sao thì duyên giật chồng ta. Nhưng mà cái anh đó là con trai gạt không? Không, em nghĩ không gạt đâu. Không gạt em mới vậy được chứ, nếu con trai gạt là không giật được đâu. Yeah. Con trai gạt nó môn bèo lắm. nó nghe mùi hơi bèo là khoái liền. Là nó chút mê chút mệt. Nó biết nó bấm nút ve liền. Nó theo bèo liền, nó bỏ cho em liền. Em nghĩ là không có 100%, cũng 50-50. Không, 73 chứ ơi. 73 hả? Là 73 là gì? 7 trai bên 3. Em, 7 bên em. 7 bên em đúng rồi. 3 bên kia. 3 bên bèo. Từ ngày mà quen em là 100 luôn. Em đào tạo. Đúng em đào tạo thành 100 luôn. Giờ 100 luôn rồi đó. Vậy hả? Lâu lâu cũng có gặp lại. Mình gặp lại em có còn cảm xúc không? Nếu mà bạn có coi chương trình này á thì xin lỗi vì tôi đã công khai tất cả câu chuyện của chúng ta. Hy vọng là bạn hãy hoan hỷ, vui vẻ với câu chuyện này. Nhưng mà đâu nói tên bằng đó đâu. Đúng rồi, mình đâu có nói đâu. Nào. Nhưng mà những khi giờ tên... đang coi chắc nhột lắm. A, B, C, D, D. Đâu có sao, có chuyện tình yêu mà. Mình thấy mình phải tự hào hả bạn ha. Ủa, xui rồi, tại sao hai người phải chia tay nhau? Thì chia tay là chắc cũng không. Hết duyên hết nợ. Hết duyên hết nợ phải chia tay. Trong tình yêu thì khi chia tay người ta sẽ sử dụng hai từ là không hợp. Không hợp. Nhưng mà đối với em thì nó hợp lắm. Cũng biết sao chia tay. Nếu không hợp thì không thể nào mà sống với nhau mấy năm trời. Hợp lắm chị. Mà nhiều người kết thúc cái câu chuyện tình hay đó nè, thế em anh không có hợp, thôi mình chia tay đi. Lý do mình cái sống nhau năm mấy năm trời chia tay cái vậy đó là đó su không? Bị động trong cái cuộc chia tay đó. Cái cuộc chia tay đó là cả hai cùng bị động. Hai người muốn chia tay. Kiểu lâu ngày vài tháng rồi cũng chán á chị. Đó. Cái này là chán nha, hai người chán nha. Thay vì ví dụ giờ ở thật ra là ở chung thì nó chán nhiều cái lắm. Ở chung biết nhau rõ ràng quá. Dạ. Với lại cũng có tác động bên ngoài chút xíu.
về gia đình. Gia đình bạn cũng biết bà nội bạn không có muốn bạn ở với em nữa, cho nên là muốn bắt bạn về, rồi cũng nhờ sự góp phần của con Bèo ngày xưa. Bèo bánh bèo ngày xưa đó. Bèo ngày xưa thích người yêu em. Đúng, là đang quen luôn rồi, rồi em nhào vô em lụm đó. Là bánh bèo lụm về lại. Không có lụm về lại mà kiểu bả đi lên nhà của cái người đó, giống như học lại cho gia đình biết là thế này thế kia, vậy đó. Cái bà nội của bạn đó bắt đầu kêu về, quạo lên, không cho quen em nữa, cấm xuống nhà em. Nói chung là vấn đề đó là một, rồi thêm những vấn đề tác động xung quanh xíu xíu rồi bắt đầu ở với nhau lâu quá rồi chán. Dạ đúng rồi, nhiều thứ cộng lại nên phải chia tay. Mà ai là người đưa ra quyết định chia tay? Thật ra là cả hai cùng nói chia tay. Nói làm sao? Thì cái lúc đó là vào một bữa đẹp trời, sao mà ai là người khơi chia tay mà đẹp cái gì, bữa trời u ám, một ngày trời u ám. Ai nói trước? Ai nói trước ngày đó vậy nè? Sao? Thấy là cũng hườm hườm cái mùi là hơi chán ngán nhau rồi. Cái là cũng ai bắt chuyện nói đâu, đề xuống ghe là giống như ít xuống nhà em rồi, đúng không? Cái bạn nó nói bạn nói giờ sao giờ chuyện này sao, nói thẳng luôn chứ vấn đề chuyện này sao. Em nói hơi sao trăng nữa, chia tay chứ sao vợ. Cái sao nói anh đề xuống ghe ra rồi hỏi chút rồi em mới nói. Em nói thì thấy cũng dạt dạt rồi, thôi thì cho nhau khoảng trống đi, rồi chừng nào thấy cảm thấy có chừng nhau thì sắp lại, chừng nhau sắp lại thì không sắp luôn, chống luôn vậy đó. Chống luôn tới giờ luôn, buồn hết sức. Vậy mà ai mà có cái mùi mà hương hương nè, mà đời số dê là nói liền nhớ không? Thấy dê là thấy hơi cắt đi, đừng mất thời gian đâu. Rồi Su ơi, bây giờ công việc hiện tại, công việc chính của em là gì? Cái công việc chính của em là diễn viên, là diễn viên của sân khấu kịch. Ngoài diễn viên ra thì em còn làm thành lập một cái gánh hát, gọi là gánh hát Lô Tô Hương Nam. Gánh hát Lô Tô Hương Nam là của em á hả? Dạ, đúng rồi, em là chủ nhân. Su nè, trời ơi, Su này đó hả? Dạ. Thì em là fan của Su mà, chị không biết. Chị biết Su mà. Dạ. Trời đất ơi. Nhưng mà tại vì hôm nay là tại gì hả? Nói chuyện như là chị em thân thiết. Chị biết được cái tên Su thôi. Đúng rồi, chị biết Su, thật sự chị biết cái tên Su. Trước kia anh chỉ biết đến em qua những cái video clip trên Facebook hay là những cái bài biểu diễn Lô Tô của em thôi. Dạ đúng rồi, thật sự thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nên là có thể cũng sẽ gút hết tâm can để nói ra, vì đây cũng là một cái mục đích sống của em. Vì em muốn nói để cho mọi người, cũng giống như những người thân của em hay là những người bạn bè hay là hiểu những người đã hiểu về em, và đặc biệt là cái cộng đồng LGBT của mình. Dạ. Thế bây giờ mình bắt đầu câu chuyện từ khi Thịnh còn bé tí xíu. Thì em có phát triển như những bé trai khác không? Hay là em cảm nhận được là mình có gì đấy khác biệt? Thật sự thì từ nhỏ đó là thật là em chỉ có chơi với bánh bèo không à. Em chơi với con gái không à. Dạ. Khi mà em thấy chẳng hạn như mấy bạn nam mà chơi đá banh hay đá cầu được mà mồ hôi mồ kê mà nhễ nhại là em cảm thấy em thấy nó làm sao á. Kiểu như nó ghê ghê vậy đó. Không thích đâu. Dạ. Em thật sự là em chơi với mấy cái chị hàng xóm có, là chơi cho hay như nhà chòi hay xuống sông vớt lục bình lên rồi chơi nấu ăn vậy đó, rồi bán nói chung hàng. Là chơi trò chơi con gái. Dạ đúng rồi, chứ không có chơi mấy cái trò chơi đá banh đá cầu này nọ nọ kia. Là từ đó mình cũng có thấy mình cái một cái gì mà khi mà mình bị chọc á, khi mà mình bị người ta nói là BD hay là bóng này nọ rồi thì mình chưa có ý thức, mình chưa có hiểu điều đó. Mình nói thật sự bản thân mình cũng đâu có phải là ẻo lả hay là cái gì đâu, thì mình chỉ con người mình bản năng mình như thế nào thì mình như vậy thôi. Nhiều khi đôi lúc mình cũng lớn lớn lên một chút xíu thì mình nói mình cũng gán gồng, tại sao mà bạn bè nó hay chọc ghẹo mình này nọ nọ kia, khi người ta chọc mình cảm thấy khó chịu. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà cái bản năng mình thì mình cứ sống vậy thôi. Rồi trong môi trường học đường của em đó thì nó có cái điều gì làm cho em phải suy nghĩ không? Có nghĩa là mọi người có trêu chọc gì hay là có kỳ thị gì em ở trong trường có học? Có bị ảnh hưởng tới vấn đề đi học của em không? Có. Thật sự thì có thể là em nghĩ giống như người ta không phải là muốn người ta chọc mình, nhưng mà cái giống như cái tánh mình giống con gái, kiểu mình hay chơi con gái của thế mình. Là bản chất của em rồi. Dạ đúng rồi. Em giống không thể nào mà che giấu dạ. hết được. Rồi thì người ta hay chọc BD bóng này nọ nọ kia đồ,
Nhưng mà lúc mà thật sự lần đầu tiên em đứng trước lớp em nói luôn, em nhớ là năm lớp 10. Em nói là ừ thì tao BD nó thì sao? Thì đứng cả lớp nó luôn. Em đứng cả lớp em nói luôn. Tại vì tụi nó hay chọc giỡn mà tụi nó cái kiểu mà tụi nó bị giống như hay sọc ấy quần áo của em này nọ đồ á. Có một lần em nhớ là có một đứa bạn nó giỡn, nhưng mà cái kiểu mà nó giỡn em không thấy không hài lòng là nó xé cái áo của em đứt hết 11 vàng nút luôn. Lúc đó là em học nội trú, em học trường Nguyễn Khuyến. Thì em mới xuống em ngồi ăn cơm, nhưng em ngồi đối diện với nó. Em không hề chửi nó một tiếng nào hết. Em mới nói là tại sao mày làm gì với tao? Tao đâu có làm, tao đâu có chơi gì với mày đâu mà mày lại đối xử với tao như vậy. Em bới cơm cho nó thì bắt đầu em cũng nói là thì tao là như vậy đó, nhưng mà thực sự tao vẫn là một người bình thường, tao đâu có cái gì đâu. Mà mày giỡn quá đáng với tao thì nó cũng xin lỗi em. Nó cũng chia sẻ với em và nó nói là thật sự thì nhiều khi tại tao thấy cái tánh mày giống con gái thì tao giỡn vậy thôi, chứ thật sự tao không có nghĩ là mày như vậy thiệt. Nên là tao xin lỗi mày. Dạ. Thì em khi mà em nghĩ thì nếu như mà bản thân mình chịu, mình cởi cái lòng mình ra một chút xíu, mình chịu thoải mái với mọi người thì mọi người cũng sẽ hiểu mình, cũng sẽ giống như là người ta chấp nhận mình. Em nghĩ là như vậy. Người ta đồng cảm với mình. Dạ. Vậy có bao giờ em mở lòng với người ta mà người ta lại phản ứng ngược lại với em không? Người ta trêu chọc em nặng nề hơn không? Em thì em chưa gặp tình trạng đó. Thật sự em cảm nhận em là một người rất là may mắn. Em là một người rất là may mắn khi mà chẳng hạn như hồi đó em đi làm cũng vậy. Có một em nhớ có một cái anh đạo diễn đó, anh là người Bắc. Anh cũng có vẻ như rất là dị ứng với những người cái như vậy, có thể là do cái người ta tiếp xúc nhiều với những cái người như vậy, những cái người như em mà giống như không tốt hay là như thế nào đó, thì tại vì con người mà muôn mặt muôn vẻ thì ở đâu cũng vậy thôi. Nên là người ta có một cái nhìn nó không có thiện cảm lắm. Nhưng mà khi ảnh làm việc xong với em thì anh nói là thật sự là tự nhiên tao gặp mày cái tao có một cái suy nghĩ khác về cái những cái người như mày. Em thấy đó là cũng là một cái điều tốt và cũng điều may mắn của em. Rồi khi em lớn lên là em bắt đầu dậy thì và trưởng thành lên, thì khi nào em mới biết chắc được là giới tính của mình thuộc cộng đồng LGBT? Thật sự là tới lúc đó tại em học nội trú vậy. Lúc nhỏ thì em sống rất là khép mình. Chẳng hạn như có những cái bạn bè cùng quê với em hay là cùng học với em cũng là người như vậy thì mình cũng có biết, nhưng mà mình biết mình thích chơi búp bê, mình biết mình có cảm tình với con trai, nhưng mà mình chưa hiểu cái nó là cái gì. Lúc mà em mơ hồ luôn, đúng dạ đúng rồi. Năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì em cũng có thích những người con trai, nhưng mà đó là những người con trai thẳng. Con trai thẳng luôn. Những người con trai thẳng luôn. Thì em cứ suy nghĩ là mình thích người ta, xong rồi mình tiếp cận người ta, rồi xong mình người ta là kiểu giống như là người ta sẽ thương hại mình như vậy đi. Thì từ từ sẽ đồng cảm. Nhưng mà song song với cái suy nghĩ đó thì em có suy nghĩ là trời ơi, còn nếu như mà nó đang thích mình mà có một cái người con gái hay là một đứa bạn gái của mình mà nó lại cũng có cảm tình thì chắc chắn nó phải chọn người kia rồi, làm sao nó chọn mình được, tại vì cái mối quan hệ của mình là xã hội người ta cũng chưa ok. Em lại suy nghĩ như vậy. Thì lên lớp 12 em có thích một đứa đó, thì có một đứa bạn gái của em nó hỏi là ủa rồi cái thằng đó có giống mày không? Em mới nói là không. Trời ơi, tao vậy rồi tự nhiên tao lấy một người mà giống như tao rồi hai đứa về trên mặt đạm hả má, sao được, đâu có được. Coi hay... cái bạn đó là chưa hiểu được luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không hiểu luôn. Em không hiểu là top boss gì nằm trên nằm dưới gì hết á. Thật sự. Thì em mới nói vậy, cái nói là không, mày sai rồi. Nó phải là giống như mày vậy đó. Thì cái giới mày cũng có vợ, có nam nữ thì có vợ có chồng. Còn mình thì cũng có kiểu vậy, đứa mạnh đứa yếu. Thì em cũng lờ mờ em hiểu chứ em chưa thật sự chưa hiểu.